Thưa quý vị, hôm nay hơn 13.250 thí sinh của thành phố đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay thì nó diễn ra trong một cái hoàn cảnh đặc biệt khi mà chúng ta vừa phải đảm bảo các an toàn về phòng dịch Covid-19 và vừa phải đảm bảo chất lượng của kỳ thi. Và ngành giáo dục thành phố đã có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như là nhiều phương án để mà kỳ thi diễn ra một cách an toàn và suôn sẻ. Và kỳ thi này là một cái bước ngoặt quan trọng đối với mỗi học sinh và hy vọng rằng các em sẽ có cho mình một cái tâm thế, một cái tư thế tốt nhất để có thể hoàn thành tốt cái kỳ thi của mình. Từ sớm, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố có hơn 13.250 thí sinh đăng ký dự thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn và 1.058 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Thí sinh đến các điểm thi được hướng dẫn thực hiện các bước phòng COVID-19 nghiêm ngặt từ cổng trường đến phòng thi. Không chỉ riêng các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng mang tâm trạng hồi hộp trước khi con bước vào môn thi đầu tiên. Tất cả người thân thì ai cũng động viên, nói con là đã ra thi rồi thì nói chung là phải bình tĩnh, tự tin, thì làm bài tốt thôi. Các trường chuẩn bị rất là tốt cho các con kiểm tra dịch tễ trước nè, rồi nói chung là đảm bảo an toàn, phụ huynh yên tâm. Sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Nhiều thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tâm trạng phấn khởi, vì đề thi năm nay được các em cho biết bám sát thực tiễn và chương trình học. Ở câu nghị luận xã hội, các thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự tế nhị khi giúp đỡ người khác. Đặc biệt, câu 5 điểm phần nghị luận văn học là chọn phân tích một trong 3 đoạn thơ, giúp học sinh chủ động để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Trong bối cảnh học sinh không thể đến trường ôn tập tập trung vì dịch Covid-19 trong tháng cuối cùng, cách ra đề này đã khiến các em cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Năm nay đề văn thì ở Đà Nẵng nó khác hơn ở những nơi khác để không gây áp lực cho học sinh, là Đà Nẵng ta ra 3 đoạn nhưng mà sẽ cho học sinh một trong phân tích 3 đoạn ngẫu nhiên. Trong số 3 bài đó thì bài khó nhất có thể là bài nói với con. Bài nói với con tuy khó nhưng mà em vẫn thích phân tích bài đó vì nó khá là hay. Thì cũng mong là sau khi kỳ thi này trải qua kìa là cũng bớt áp lực lại thôi. Ba là cho 3 dạng đề. Đọc kỹ đề thì ta thấy là được chọn một trong 3, mà nếu như mà đọc lướt qua nhiều bạn sẽ làm là so sánh 3 đoạn văn. Và cái đề mà so sánh là thường là đề mà Đà Nẵng hay ra nhất. Kết thúc buổi thi môn ngữ văn có 73 thí sinh vắng thi không có lý do. Một thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài và một thí sinh vi phạm quy định thi. Buổi chiều các thí sinh thi môn ngoại ngữ thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Đa số thí sinh đánh giá đề thi môn ngoại ngữ tương đối vừa sức. Chỉ cần vững kiến thức căn bản là có thể đạt điểm số cao. Kết thúc buổi thi môn ngoại ngữ có 77 thí sinh vắng thi không lý do, không có thí sinh giám thị vi phạm quy định thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực, khách quan. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút.